Chào mừng bà con quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trước khi vào một chuyên đề mới ngày hôm nay, để nhận được những video chuyên môn nhiều hơn nữa thì bà con hãy dành một giây để bấm vào nút đăng ký kênh Dr. Vet nha bà con. Cảm ơn bà con nhiều, rất là nhiều. Tiếp tục chuyên đề nhận diện một số bệnh nguy hiểm có thể gặp trong chăn nuôi gà hiện nay, giúp bà con nhận biết và tránh những thiệt hại không đáng có đối với những cái bệnh cực kỳ nguy hiểm này. Bà con để ý nhé, những cái bệnh này nếu mà không tránh, nhận diện sai, điều trị sai, uống thuốc sai sẽ thiệt hại rất là lớn đó bà con. Bài chuyên đề nhỏ ngày hôm nay thì đơn giản nhưng được tổng kết từ những thực tế hiện nay. Tôi rất mong muốn anh em kỹ thuật của các công ty đóng góp thêm ý kiến ở dưới video, chia sẻ thêm video này cho bà con, nhất là những bà con chăn nuôi với quy mô nhỏ, quy mô gia trại. Hôm nay Dr. Vet cùng bà con nhận diện một cái bệnh thường gặp, đó là bệnh Gumboro trong chăn nuôi gà hiện nay. Nếu như nói về chẩn đoán không đúng, uống thuốc nhầm mà gây chết gà đấy, thì bệnh Gumboro là cái bệnh vô địch, gây chết nhiều nhất hiện nay đó bà con. Lý do chết nhanh chết nhiều đối với bệnh Gumboro ấy, thì nó hơi phức tạp. Có một số anh em chuyên môn thì gọi đây là cái bệnh chida chẳng hạn, nó gây suy giảm hệ miễn dịch, đại thực bào gì đó vân 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 vân. Nhưng bà con nhà mình thôi, đừng tìm hiểu thêm, cố thêm những cái thông tin đó cho nó nhức đầu ra. Những người, một số người cứ cố tìm hiểu thêm xem virus Gumboro sinh ra từ đâu này, phát hiện năm bao nhiêu này, có lông không, có sừng không, có bám dính không, theo tôi cũng chả để làm gì. Đối với bà con gia trại nhà mình thì bà con cố gắng nắm bắt được những cái điều cơ bản sau là được này. Thứ nhất, Gumboro là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà gà mắc Gumboro mà chúng ta không biết, chúng ta cho gà uống kháng sinh thì nó là một trong những bệnh mà gây chết nhiều đấy, gây chết nhiều. Nên chúng ta cần phải nắm rõ, hiểu rõ về bệnh này. Thứ hai, Gumboro là một bệnh mà có rất nhiều những biểu hiện gọi là triệu chứng bên ngoài đấy, gây nhầm lẫn sang bệnh khác và đặc biệt là nhầm lẫn sang bệnh tiêu chảy. Thứ ba, một điều cực kỳ quan trọng, đó là Gumboro là một bệnh rất dễ nhận biết. Nếu như bà con nhà mình xem hết cái video của Dr. Vet này thì Gumboro có những dấu hiệu nhận biết gì, bà con nhà mình cùng để ý giúp tôi nhé. Thứ nhất, đó là tiêu chảy. Gumboro là một cái bệnh gây tiêu chảy khủng khiếp, phân loãng, nhiều nước, phân trắng. Vì cái dấu hiệu này mà khiến cho tôi lo lắng bà con nhà mình dùng thuốc sai. Tôi lấy ví dụ như là cái hộp Nutrileo 700 này này, Nutrileo. Cái này bà con không biết, bà con biết cái hàng này chưa? Hàng này do công ty Á Châu hiện nay đang bán. Tôi hy vọng là bà con đã biết công ty Á Châu rồi. Á Châu là một công ty mà rất mạnh về kỹ thuật. Nếu như bà con có khó khăn gì, bà con có thể liên hệ với anh em bên Á Châu. Thứ hai nữa, tôi lấy ví dụ như là cái Coli 1200 này. Nếu như đọc trên thông tin của hàng nước ngoài đấy, người ta sẽ ghi là điều trị mẫn cảm đối với vi khuẩn E. coli. Nhưng mà nếu ở Việt Nam mình ấy, thì hiện nay các công ty thuốc đang giúp cho bà con dễ sử dụng hơn. Người ta sẽ ghi rõ là thuốc này điều trị tiêu chảy phân xanh phân trắng. Đó, thì chính cái thông tin đó mà khiến tôi lo lắng bà con nhà mình đọc cái gói thuốc rồi lại nhìn sang đàn gà nhà mình, rồi bà con nhà mình cho gà uống thuốc. Đấy là cái thứ nhất bà con nhà mình để ý. Thứ hai, dấu hiệu nhận biết bệnh Gumboro rất dễ, đó là đàn gà nó hơi bị thần kinh hoảng loạn đấy, mình gọi nó là đồ thần kinh. Đồ thần kinh này thì biểu hiện là như thế nào? Bình thường thì nó nằm im, nó không bay nhảy nhiều, nhưng hôm nay bỗng nhiên là nó bay nhảy loạn xạ lên. Bình thường thì tiếng của nó rất là dễ nghe, nhưng hôm nay tiếng nó không bình thường giống ngày trước. Đó là chúng ta gọi là đồ thần kinh đấy, gà bị thần kinh. Dấu hiệu thứ ba thì cũng rất dễ, đó là gà nó bị sốt rất là cao. Tưởng tượng như con người mà bị sốt mà nổi gà ốc ấy, thì đàn gà bị Gumboro thì nó sốt, nó lông gáy nó dựng ngược lên, nó run rẩy và nó đứng tụm vào nhau. Đấy là dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư cũng cực kỳ dễ nhận biết, đó là bình thường thì nó không bao giờ nó quay đầu nó mổ và đít nó cả. Mình gọi là mổ phao câu đấy, hay là mổ chỗ lông đuôi đấy cho nó dễ nghe. Thì bình thường nó không mổ,
nhưng mà khi mắc Gumoro thì nó lại quay đầu nó mổ vào đó, không ai bỗng dưng lại đi quay đầu ngược lại mổ vào đít mình cả. Nhưng mà khi gà mắc Gumoro thì nó lại làm những việc kỳ lạ như vậy. Vậy lý do gì nó làm những cái việc kỳ cục như thế? Thì chút nữa mổ khám thì tôi sẽ chỉ cho bà con lý do chỗ đó nó bị sưng, nó bị viêm và nó gây ngứa đó, gây khó chịu đó thì nó mổ vào đó. Thì Gumoro thì chúng ta sơ sơ chẩn đoán bên ngoài như vậy. Còn bà con nhà mình làm thêm một số việc giúp chúng tôi để bà con xác định rõ cái bệnh này. Chúng ta phải mổ khám. Bài trước nhận biết lũa bệnh Newcastle tôi cũng khuyên bà con mổ khám và nhận biết bệnh Gumoro ngày hôm nay thì tôi cũng mong bà con mổ khám giúp chúng tôi. Không khó, rất dễ làm. Bà con nhà mình tôi tin là ai cũng làm được. Có hai chỗ mổ khám. Nếu bà con đọc trên tài liệu của Internet chẳng hạn hay là trên các trang của các công ty, người ta đều hướng dẫn bà con mổ khám hai chỗ này. Một là bà con mổ khám ở cơ đùi cơ ngực. Hai là bà con mổ khám ở túi pha. Túi pha là một câu từ chuyên môn, thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn bà con mổ khám chỗ nào gọi là chỗ túi pha. Thì bà con xem xong video tôi hướng dẫn này này, nếu còn chỗ nào chưa biết thì bà con nếu nhà mình có gà, bà con hãy mổ một con ra, khám hai cái chỗ mà tôi chỉ cho bà con đó. Nếu có điều kiện thì đang rảnh rỗi thì bà con mua một thùng bia và mổ con to to một chút thì nó dễ xem. Bên ngoài thì như vậy nhé. Bây giờ bà con cùng tôi mổ khám, tôi chỉ cho bà con hai chỗ bà con khám rất đơn giản. Và đây bà con xem video tôi hướng dẫn cho bà con. Mời bà con xem cái tôi mổ cái con gà nó bị sốt huyết cơ đùi nhé. Đấy, hiện nay thì gà bị sốt nhiều quá mà gan vàng hết rồi. Bà con để ý nếu sốt cao là gây gan vàng đấy. Vậy sốt huyết cơ đùi thì chúng ta xem như thế nào? Bà con để ý tôi vạch cái da cơ đùi ra cho bà con xem này. Đấy, thì đây là sốt huyết ở cơ đùi và sốt huyết hình vệt nhá. Cái này nó khác một số bệnh sốt huyết đấy bà con. Nếu như mà trong một số bệnh như là ký sinh trùng đường máu chẳng hạn thì người ta cũng hướng dẫn bà con khám sốt huyết. Và hiện nay thì cái cơ đùi này thì sốt huyết nó hình vệt, còn những cái kia là sốt huyết do muỗi đốt hay do gì đó thì nó khác nhau. Gumoro tôi đang mổ con gà này thì nó thường thì nó gà nhỏ nhỏ này nó hay mắc Gumoro hơn là gà lớn. Bà con để ý cái lứa tuổi con gà này. Cơ đùi thì bà con khám như vậy, còn khám túi pha thì bà con khám như thế nào? Chúng ta cũng vạch con gà này, cắt hai cái bên theo cái xương sườn của con gà, mở cơ ức lên. Và đây là tôi đang tập trung vào vạch cái túi pha của con gà, kéo cái ruột ra và cái đoạn cuối cùng của ruột ấy, mình gọi hiểu đơn giản như vậy đi. Đấy, cái màu vàng vàng đấy là túi pha. Con gà này túi pha bị sưng rất là to. Bà con nếu không tin ấy, thì bà con lấy một con gà khỏe nhà mình ra, bà con cũng mổ giống tôi và xem hai túi pha nó khác nhau hay không. Đấy, tôi cắt bên trong ra. Nếu cắt bên trong ra mà túi pha nó bị xuất huyết, sưng to như vậy mà xuất huyết thì đó là chắc chắn đàn gà nhà mình nó đang bị Gumoro. Một cách đơn giản nhất ấy, là bà con hãy lấy một con khỏe độ 2 cân đi, bà con mổ ra so sánh hai túi pha giúp tôi nhé. Đấy, thì có hai vị trí khám, bà con để ý kỹ, không khó đúng không bà con, rất là dễ làm. Để chẩn đoán đúng bệnh Gumoro thì chúng ta còn rất nhiều những cái thông tin chuyên môn sâu khoa học nữa, nhưng mà thôi để cho những anh em kỹ thuật của các công ty họ làm. Còn đối với gia trại nhà mình ấy, thì bà con căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài và những cái chỗ vị trí mổ khám mà Dr. Vet vừa rồi hướng dẫn cho bà con. Nếu chẩn đoán sơ bộ gà nhà mình có thể bị Gumoro thì bà con cũng lại làm những bước sau như tôi. Thứ nhất là bà con hãy dừng uống kháng sinh, giống như là bệnh Newcastle, bà con cũng phải dừng uống kháng sinh, cho gà uống kháng sinh ngay lập tức luôn. Tiếp theo là bà con lại tiếp tục bổ sung thêm một số dòng thuốc bổ tốt. Tôi lấy ví dụ như là Keletic này. Đấy, thì cái dòng này rất hiệu quả. Người ta có chữ kháng virus này, bổ thận này, giải độc cấp này, bổ gan này. Thì nó rất hiệu quả khi gà mắc Gumoro, bà con chú ý. Tiếp theo nữa là nếu trong gia trại nhà mình có những dòng hạ sốt nào, có dòng đường CKC hay men nào, thì bà con bổ sung thêm cho gà uống. Sau đó thì vấn đề xử lý bệnh Gumoro tiếp theo thì chúng tôi sẽ có những video tiếp theo hướng dẫn cho bà con. Nếu như mà Dr. Vet chưa kịp đăng cái bài xử lý bệnh Gumoro thì bà con hãy gọi theo số hotline của Dr. Vet là 098
222-0717. Bên Dr. Vet sẽ hướng dẫn bà con xử lý. Ngoài ra thì bà con hãy liên hệ đối với các kỹ thuật mà bà con quen biết, các kỹ thuật của những công ty lớn bán vaccine, bán thuốc, bán cám thì hiện nay người ta cũng rất là tốt. Bà con có thể nhờ họ xử lý đối với bệnh Gumboro. Tôi và tất cả những anh em kỹ thuật của các công ty thực sự mong muốn bà con nhà mình chăn nuôi cả đời không gặp đàn gà nào mắc Gumboro. Bà con nếu thấy video này hữu ích, tôi mong bà con hãy chia sẻ cho những người chăn nuôi khác cùng xem. Và xin chào bà con.